chào các bạn. Hiện tại bên công ty mình đang có khá là nhiều công việc hỗ trợ các bạn trong việc đi siêu hoặc chuyển việc. Chi tiết cụ thể công việc, hình thức phỏng vấn và các vấn đề liên quan đến visa, các bạn sẽ tư vấn cụ thể khi các bạn tới tham dự buổi certificate bên mình. Ví dụ như hiện tại bên mình buổi certificate vẫn thường tổ chức hàng ngày thứ hai, thứ sáu vào lúc 11 giờ, thứ ba, thứ năm, thứ bảy, chủ nhật vào lúc 13 giờ. Mỗi buổi certificate bên mình sẽ giới thiệu khoảng từ 30 cho đến 40 công ty đầy đủ các lĩnh vực, các ngành nghề khác nhau cho các bạn có thể lựa chọn. Sau khi kết thúc buổi certificate, các bạn sẽ được hỗ trợ đăng ký phỏng vấn công việc mà các bạn cảm thấy phù hợp để phỏng vấn. Các vấn đề liên quan các bạn sẽ được tư vấn cụ thể khi các bạn tới tham dự buổi certificate bên mình. Nếu các bạn quan tâm, hãy liên hệ số điện thoại 03-6206-8058 để được tư vấn cụ thể hơn. Ví dụ như hiện tại mình đang có công việc làm việc tại tỉnh Nagano. Thời gian làm việc từ 8:30 cho đến 17:30. Nội dung công việc là các bạn sẽ làm trong xưởng sản xuất chế tạo linh kiện máy. Mức lương khởi điểm sẽ khoảng từ 21 man 5 sen cho đến khoảng 33 man tùy theo năng lực của các bạn. Các chế độ phúc lợi xã hội, chế độ bảo hiểm cũng sẽ được hỗ trợ đầy đủ như chia sẻ anh bình thường. Nếu các bạn quan tâm đến công việc mà muốn đăng ký phỏng vấn thì hãy đến buổi CGMK về bên mình để được hỗ trợ đăng ký phỏng vấn công việc. Xin chào.